Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp cái key bản quyền của ứng dụng Việt Map Live phiên bản Việt Map Live Pro nhá. Thì để nạp được key ấy, thì các bạn sẽ cần phải cài và tải cái ứng dụng Việt Map Live. Thì để tải thì rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào cửa hàng Play này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm cái từ khóa là Việt Map Live. Việt Map Live sau đó thì các bạn sẽ thấy cái ứng dụng đề xuất đầu tiên thì ở đây mình đã cài đặt rồi thế nên là nó hiển thị cái chữ mở còn nếu như chưa cài đặt thì nó sẽ hiển thị cái chữ cài đặt và các bạn bấm vào sẽ cài đặt được luôn. À, sau khi mà cài đặt xong ấy thì chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy cái ứng dụng Việt Map Live. đây à, mình sẽ khởi chạy cái ứng dụng Việt Map Live đây. thì các bạn sẽ phải chọn trong khi sử dụng nhá. sau khi mà các bạn đã vào được cái ứng dụng Việt Map Live rồi thì chúng ta sẽ cần đăng ký một cái tài khoản theo cái số cá nhân của chúng ta thì để đăng ký rất là đơn giản, các bạn sẽ vuốt từ dưới lên này đấy. Thì ở đây nó sẽ có cái mục tài khoản, các bạn sẽ chạm vào mục tài khoản này. Ở đây thì các bạn sẽ tạo một cái tài khoản theo cái số cá nhân của mình. Ở đây thì mình cũng đã tạo rồi. Còn cách tạo như thế nào thì các bạn cứ bấm vào cái phần đăng ký, nó hướng dẫn bằng tiếng Việt rất là đơn giản thôi. Sau khi mà các bạn đã có tài khoản xong thì chúng ta sẽ nạp key bản quyền. Để nạp key bản quyền thì các bạn sẽ chú ý ở bên giữa này này góc bên trái này có một cái chữ là các gói đăng ký ở ngay cái phần tài khoản còn nếu không thì chúng ta cũng có thể ra ngoài thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục các gói đăng ký ở phía bên trên này đấy. các gói đăng ký nhá và bây giờ thì mình sẽ chạm vào cái phần các gói đăng ký thì ở cái phần ô nhập mã kích hoạt này này các bạn sẽ nhập cái mã kích hoạt bản quyền việt map live đây mình sẽ ví dụ cho các bạn nhá đấy ví dụ các bạn như thế cái mã kỳ nó sẽ có dạng như vậy và chúng ta sau khi nạp xong ấy thì các bạn sẽ bấm kích hoạt ngay và như vậy thì đã kết thúc cái quá trình kết nạp